Từ năm 2023, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với các địa phương triển khai xây dựng nhiều trụ sở công an xã, qua đó nhằm đảm bảo điều kiện làm việc cho cán bộ chiến sĩ, tạo động lực cho cán bộ chiến sĩ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, nâng cao chất lượng công tác phục vụ nhân dân. Công an tỉnh Hưng Yên đã triển khai bố trí công an chính quy tại 147 công an cấp xã trên địa bàn toàn tỉnh để đảm bảo cơ sở điều kiện làm việc cho lực lượng công an xã. Đến thời điểm này, đã có 52 trên 147 trụ sở công an xã được triển khai xây dựng. Trong đó, đã có 6 trụ sở công an xã đã hoàn thiện, khánh thành và đi vào hoạt động như trụ sở công an xã Nghĩa Trụ Xuân Quan của huyện Văn Giang, xã Tân Quang huyện Văn Lâm hay công an xã Đình Cao huyện Phù Cử. Việc triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động các công trình sẽ góp phần tăng thêm tính chính quy, tinh nguyện là điều kiện quan trọng để xây dựng công an xã điển hình kiểu mẫu. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.